Xin chào mừng các bạn đến với kênh Lãng Tử Không Hai của mình. Trong video clip hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một cái lọc xoay thông minh mà một anh bạn đã gửi cho mình để nhờ mình review cho các bạn yêu thích cá cảnh có thể dùng cái lọc này để mà nuôi cá. Nó cũng có công dụng rất là hay mà rất là tiện lợi các bạn. Cái lọc này gọi là cái lọc xoay. Cái lọc này chủ yếu là làm từ bằng những cái hộp nhựa tròn, ở giữa nó có một cái ống lõi để mà thổi oxy từ dưới lên, và sẽ dùng một cái bông lọc màu trắng quấn xung quanh cái ống đó, và bên trong bỏ nham thạch và sứ. Bây giờ đây các bạn xem, sau khi đổ hết sứ ra thì chúng ta sẽ thấy là nó rất là đơn giản. Ở trong cái hộp lọc có đầy đủ phụ kiện hết các bạn. Nó có khúc ống dưới để gắn dây oxy, và các bạn chỉ cắm vào ở phía dưới, và các bạn tìm ở trong cái hộp chứa cái hộp lọc á. Thì ở đây cái anh bạn mình tên là anh Nguyễn Chí Thu này á, ảnh in một cái giấy hướng dẫn rất là kỹ lưỡng, chia ra các phần giống như là đầu lọc nè, rồi ở dưới đáy lọc, rồi ở mặt sau cũng có nữa. Các bạn coi kỹ ở những cái ghi chú ở trên cái tờ giấy và cái hướng dẫn sử dụng để mà các bạn lắp ráp cái lọc cho mình dễ sử dụng. Các bạn cứ nhìn theo cái tờ giấy hướng dẫn và các bạn tự lắp ráp vào và thả vào hồ thôi, rất là đơn giản. Và nếu mà cái ống này nó có thể co giãn được khi mà cái hồ nó cao thấp á, thì các bạn có thể là rút cái ống cho nó chiều dài cho nó phù hợp với lại cái hồ. Đây là một cái lọc khá hay, nên mình chia sẻ cho các bạn, và đồng thời mình để cái link YouTube. Bây giờ các bạn hãy nghe tác giả của cái lọc này giới thiệu cái lọc này ra sao nha. Đây là một cái bộ lọc Vera từ cái nơi mà thiết kế và sản xuất nó ra. Cái lọc này là nó tự động nó xoay và nó sẽ tự động hút cái đáy hồ. Nó hút cái đáy hồ bằng cách mình nắm bên này. Ở chỗ nào dơ bẩn thì mình di chuyển cái ống á, nó sẽ hút, tự hút bẩn hết. Đây. Có những cái dơ bẩn á là sẽ tự hút lên hết, nó là dơ chỗ nào dơ là mình ra cái đầu ống ở tới đó, mình chỉ cầm cái này mình ra xong mình để thì nó tự sẽ quay, nhìn nó xoay 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 là nó sẽ sử dụng về năng lượng là oxy. Công dụng thứ hai của bộ lọc này là nó sẽ hút, lỡ có hút cá con lên đây thì cá con nó sẽ nằm ở đây, nó sẽ sống, nó không có sao, nó không ảnh hưởng gì, và hiệu quả lọc của nó cực kỳ nhanh. Và ở bên trong là một cái vật liệu lọc, trên là một cái miếng bông lọc để nó cản cái con cá lại, còn phần dưới là nuôi vi sinh, nó sẽ xoay. Đây nó tạo điều kiện cho anh em là vệ sinh hồ cực kỳ đơn giản và nhanh gọn. Khi mà hồ dơ quá lâu ngày ta chỉ cần thay cái bông lọc này, rất là đơn giản, rất là nhanh. Ta chỉ cần rút cái này ra, rút cái bông lọc này ra thế là xong, và ta thay cái bông lọc khác vô chưa được 5 giây một cái thôi. Cái tiện dụng nữa thứ ba nữa là nó sử dụng oxy, nó không dùng điện trực tiếp cho nên không có bị sợ điện giật hay là gì. Và nước, nếu mà nước thấp thì cái này nó sẽ tự đi xuống, và nước cao lên thì nó tự sẽ nổi lên, nó di chuyển theo cái mực nước, cho nên mình khỏi cần phải sợ nước cao hay nước thấp. Ở đây đó, tắt bẩn rồi là sẽ hút cái này hết đấy. Những cái bẩn là để đỡ tốn công mình có vệ sinh. Đây ở trên nó hút bẩn là nó nằm lên này, nó đỡ tốn công mình có vệ sinh hồ. Và lợi ích nữa là cái dòng nước đây nó hút bẩn lên và nó sẽ xả lại xuống này, cho nên cái hồ này nó sẽ không có tốn nước, cho nên mình
nuôi số lượng lớn thì nó tốn cái nguồn nước rất là lớn, nhưng cái bộ lọc này thì nó sẽ không có tốn nguồn nước. Cái phần giới thiệu trong video này của mình đến đây là hết. Các bạn có nhu cầu thì các bạn cứ liên hệ trực tiếp trên cái anh Nguyễn Chí Thu này. Các bạn mở Facebook và tìm cái Nguyễn Chí Thu và các bạn thấy cái hình nó như vậy thì các bạn cứ liên hệ với anh ấy nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm like ủng hộ kênh của mình nha. Nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh của mình. Bye bye.